Cô gái này là tiểu thư con nhà tỷ phú, nay số nhọ khi bị tên tội phạm dí súng vào mông, hắn bắt cô ấy làm con tin trên đường chạy trốn. Thoạt đầu cô gái rất hoảng sợ, luôn tìm cách để thoát thân, giật chiếc bật lửa dí vào cổ đối phương, khiến nó rơi xuống giữa trạc ba thiêu cháy cả tổ chim cô gái. Nhưng rồi sẵn có lửa, cô ấy liền thổi lò, cùng tên cướp nướng củ khoai ăn chống đói. Chiếc xe vì thế mà lảo đảo trên đường, cứ nhấp nhô theo từng nhịp nhún. Người đàn ông tên Jackson vào một trạm đổ xăng tiện thể mua bao thuốc lá, khi đang thanh toán hóa đơn tại quầy thì có hai cảnh sát bước vào. Gương mặt anh ta đột nhiên biến sắc, trong lòng lo lắng nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Jackson thúc giục nhân viên cửa hàng trả tiền thừa, đen thay gặp ngay thằng củ chuối, chân tay lóng ngóng làm đổ khay tiền xu xuống nền nhà. Tiếng leng keng đã thu hút sự chú ý của hai nhân viên cảnh sát. Thì ra họ đang điều tra một vụ trộm xe trong khu vực và đã nhìn thấy con ô tô cùng kiểu dáng màu sắc đang đậu bên ngoài. Viên sĩ quan tiến lại gần hỏi Jack có lái nó không, anh ta ngay lập tức chối bay chối biến, khẳng định mình đi bộ vào đổ xăng. Tuy vậy cảnh sát đã ngửi thấy mùi lươn lẹo, họ lượn vòng quanh với ánh mắt dò xét, khống chế một nữ khách hàng ở gần đó làm con tin. Anh ta dí thanh sô cô la vào lưng cô gái hét lớn, tất cả đứng im không tôi bắn. Ai lấy đều hoảng sợ không dám manh động, Jack được đà yêu cầu nhân viên lấy súng của cảnh sát đưa cho mình. Thế là lúc này Jack đã có súng thật để dùng. Anh ta đe dọa cảnh sát nếu không để mình rời đi sẽ giết con tin. Jack nhanh chóng bắt Natalie rồi bỏ chạy bằng con xế xịn màu đỏ của cô ấy. Cùng lúc đó một phóng sự về đời sống của cảnh sát thành phố đang được thực hiện. Bọn họ thi nhau chém gió đường phố rất yên bình. Không có lấy bóng dáng của một thằng du côn, thì đột nhiên đài phát thanh nói ra giả về một vụ cướp xe, bắt con gái nhà lành diễn ra tại một trạm xăng địa phương. Ngay lập tức cảnh sát chở theo phóng viên và anh quay phim đuổi theo chiếc xe của Jack. Natalie sợ hãi yêu cầu tên cướp, lấy xe hay lấy tình thì cũng nhanh lên rồi thả mình về. Nhưng tất nhiên là Jack không đồng ý, vì giờ mất con tin thì chắc chắn sẽ khó lòng chạy thoát. Tuy nhiên Jack hứa sẽ không làm hại Natalie và sẽ để cô ấy đi ngay khi đến nơi an toàn. Căng thẳng buồn mùng, Jack lôi thuốc ra làm vài hơi, còn đang loay hoay với cái bật lửa thì bị Natalie giật mất. Cô nàng dí thẳng ngọn lửa đang cháy vào cổ khiến Jack dễ nảy lên. Anh mất kiểm soát khiến chiếc xe lao đi đánh võng lạng lách trên đường. Cuối cùng nhờ hơn ở cái sức trai, Jack cũng có thể khống chế được Natalie, nhưng lại làm cô ấy hoảng sợ đánh rơi bật lửa chúng ngã ba, thế là vải quần bốc cháy nghi ngút. Không thể ngờ trong tình huống này mà Natalie vẫn rất biết cách nướng chín củ khoai. Vì sự cố đó Jack đã để cảnh sát tiếp cận, anh chàng hoảng hốt đánh lái lao lên vỉa hè băng qua một sân bóng, cố gắng lạng lách để không đâm phải người dân. Một lát sau Jack cũng khống chế được tình hình, tuy nhiên Natalie cảm thấy chóng mặt buồn nôn liền chui đầu khỏi xe. Cảnh sát tưởng cô ra hiệu cầu cứu thì nhấn ga tăng tốc, ai có ngờ bị mấy tô cháo Natalie ăn hồi sáng dính đầy kính che mất tầm nhìn. Theo đài phát thanh đưa tin, Jack phát hiện Natalie là một tiểu thư con nhà tỷ phú, bố cô ấy là ông trùm công nghiệp nặng nhẹ vừa và nhỏ. Jack toát hết cả mồ hôi háng kèo này toang, bắt ai không bắt lại bắt đúng con ông trùm. Toàn bộ cảnh sát trong đồn được huy động chỉ để giải thoát Natalie. Giờ đây Jack không chỉ phạm tội trộm xe, mà thêm vào đó là bắt cóc tống tiền. Trước tình thế này, Jack buộc phải chạy bằng cả sinh mạng. Anh lái xe lên đường cao tốc hướng đến phía biên giới Mexico. Trong khi đó, vị tỷ phú đang lo lắng theo dõi tình hình. Ông đến tận sở cảnh sát yêu cầu họ nhanh chóng đưa con gái an toàn trở về. Mấy sếp lớn như ngồi trên đống lửa, chuyện này mà để dùng beng thì mất việc như chơi. Họ nhanh chóng cho người gấp rút điều tra và cuối cùng đã tìm ra danh tính của tên tội phạm. Một ngày trước Jack bị bắt và bị kết án 25 năm tù vì cướp ngân hàng có vũ trang, nhưng anh ta trốn thoát trên đường chuyển trại. Cảnh sát ngay lập tức phát lệnh truy lã toàn quốc, kết nối với những đội tuần tra có sẵn và chính quyền các địa phương, còn điều động thêm cả trực thăng quyết bắt Jack bằng mọi giá. Tin tức về vụ bắt cóc và danh tính tên tội phạm được đưa khắp các báo đài. Trong cuộc truy bắt đã xảy ra những vụ tai nạn thương tâm, tính đến lúc này đã có thiệt hại về người. Một chiếc xe của đoàn kịch chở đạo cụ rơi ra đường, bọn họ đang quay phim kinh dị nên toàn là xác chết. Natalie mắt nổ mắt xịt nhìn thấy cảnh ấy thì vô cùng hốt hoảng, Jack phải hết lời trấn an đồng thời giải thích. Bản thân bị vu oan và không ưa bạo lực, bất đắc dĩ mới phải chạy trốn để tìm chứng cứ giải thoát bản thân. Cảnh sát khi ấy đã bắt nhầm người, vào lúc xảy ra vụ cướp ngân hàng Jack sống ở phía bên kia thị trấn, công việc của anh là đóng giả chú hề mua vui cho đám trẻ con. Đen thay tên cướp lại giả dạng thằng hề, hàng xóm thấy tin tức thì ngay lập tức báo cảnh sát nên anh bị túng cổ mà không có bằng chứng ngoại phạm. Thế là cảnh sát lôi anh về đồn lập hồ sơ gửi tòa án. Jack cãi khản cả giọng vẫn bị đóng vào đầu 25 năm. Vị tỷ phú liên lạc với Jack để xem con gái có ổn không. Ông ta đề nghị trả số tiền chuộc 50.000 đô la nhưng Jack từ chối. Vị tỷ phú bắt đầu la mắng con gái vì đẩy mình rơi vào tình huống này. Từ xưa đến nay có đứa nào dám từ chối thỏa thuận của ta đâu. Thật bất ngờ khi Jack to tiếng mắng ông ấy như con, hết lời bảo vệ cho Natalie. Anh lên án vị tỷ phú vì thái độ cư xử bất hợp lý, lúc này rồi mà còn tâm trạng trách con gái. Natalie há hốc mồm ngạc nhiên vì chưa có ai dám nói bố mình như vậy, nhưng đồng thời cũng rất cảm động khi có người đứng ra bảo vệ bản thân. Luật sư của Jack nghe tin về vụ án đã chủ động liên lạc với phía cảnh sát, ông đứng ra đảm bảo sự an toàn cho Natalie. Bởi ông ấy rất hiểu thân chủ của mình, Jack là người lương thiện xưa nay, sẽ chẳng thể nào ra tay hại một cô gái vô tội. Sau đó vị luật sư gọi điện cho Jack, đề nghị anh ấy dừng xe đầu hàng tránh để mọi chuyện đi quá xa. Nhưng tất nhiên Jack đã từ chối vì không còn tin vào luật pháp,
giờ mà bị bắt án chồng án biết thở nào mới được ra tù. Anh vừa ăn trộm xe, bắt cóc con gái ông trùm công nghiệp, lại còn chống đối người thi hành công vụ, phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông, điểm qua thôi chắc cũng phải ăn cơm tù đến lúc về với tổ tiên. Đang chạy trốn mà Jack cứ ngỡ mình đang trong chương trình truyền hình thực tế. Anh thoải mái nhận lời phỏng vấn của báo giới qua bộ đàm. Tin tức lan truyền Jack nhanh chóng nổi như cồn trên mạng xã hội. Hai ông thần này vì thế mà cũng định bú phêm, họ lao ra đường lai sờ chim cảnh đuổi bắt tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên vừa hùng hồn được vài câu, xe của họ đã bị lật. May mắn là còn có thể giữ được cái mạng, sợ con đít nối gót nhau về nhà đắp chăn. Natalie lúc này mới phát hiện ra, lúc ở trạm xăng mình bị đe dọa chỉ bằng thanh kẹo ngọt. Sau những cuộc trò chuyện và biểu hiện của Jack, cô bắt đầu tin anh chàng vô tội. Vậy là từ sợ hãi, Natalie chuyển sang thái độ cảm thông, nhét kẹo vào mồm bắt anh ăn để có thêm năng lượng, lại còn dùng khăn ướt cẩn thận lau từng giọt mồ hôi. Jack rất cảm kích vì có người đối xử tốt với mình như thế. Hơn nữa lúc ở cửa hàng nhìn thấy cô, anh đã rất ấn tượng, muốn tặng Natalie bông hoa súng 15cm của mình kết thân. Tại thời điểm đó, Jack đã định rủ Natalie đi chơi, ai có ngờ cảnh sát xuất hiện thành ra đi trốn. Natalie lắng nghe cũng khoái, liền cất lời hỏi về gia cảnh và cuộc sống của Jack. Cô phát hiện ra bản thân rất hợp với chàng trai này, quan trọng hơn anh ấy vẫn độc thân vui tính, chưa có ai vuốt trụ hàng đêm. Natalie liền hôn Jack rồi trèo lên đùi anh, đề nghị làm một nháy ngay trên xe mừng duyên gặp mặt. Thế là mặc cho chiếc xe đang chạy với tốc độ bàn thờ, cặp đôi vẫn thản nhiên xếp hình theo phong cách mạo hiểm. Người đi đường không hiểu chiếc xe bị làm sao, thi thoảng lại lảo đảo và nhấp nhô theo nhịp như gặp ổ gà. Hết hiệp một, Natalie đã cảm thấy nghiện ăn khoai, thỏ thẻ sẽ theo Jack đến nơi cùng trời cuối đất. Cô mách nước cho anh hãy yêu cầu một khoản tiền lớn từ cha mình, họ sẽ dùng nó để bắt đầu một cuộc sống mới. Jack nghe cũng hợp tình hợp lý, định bụng tìm chỗ nghỉ ngơi rồi lên kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên câu chuyện bị cắt ngang khi cảnh sát lập chốt gần biên giới. Quy mô này chẳng khác nào họ đang chặn một băng nhóm khủng bố. Natalie hốt hoảng thúc giục Jack làm gì đó để thoát thân. Anh vội vã đạp chân ga cài số lùi rồi đột ngột chuyển hướng, định sẽ lao qua phá rào chắn tại nơi có ít cảnh sát nhất. Nhưng đột nhiên Jack dừng lại, anh không muốn Natalie phải sống cùng mình một cuộc đời chui lùi. Cảnh sát nhanh chóng tiến đến bao vây chiếc xe. Jack đưa cho Natalie khẩu súng bảo cô ấy nhanh chóng ra ngoài để tránh nguy hiểm. Jack thản nhiên bật bản nhạc yêu thích rồi châm điếu thuốc. Sau khi làm vài hơi, anh liền bước xuống xe, làm động tác như thể đang rút súng bắn. Cảnh sát tưởng Jack có ý định chống cự liền nổ súng khiến anh chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên đó chỉ là cái đầu giàu trí tưởng tượng của anh chàng. Trên thực tế cái bật lửa Jack cũng không tìm được để châm thuốc. Hai tay giơ cao sau đầu ngoan ngoãn để cảnh sát tra còng vào tay. Natalie không cam tâm nhìn người mình yêu bị bắt. Cô liền rút súng khống chế anh chàng phóng viên gần đó làm con tin, buộc cảnh sát phải để Jack đi nếu không sẽ giết anh ta ngay lập tức. Để chứng minh bản thân không giỡn, Natalie bắn nổ chiếc trực thăng của cảnh sát liên bang. Trước tình thế này cảnh sát buộc lòng phải thả Jack đi. Cặp đôi sau đó cùng nhau leo lên một chiếc trực thăng khác. Natalie dí súng vào đầu phi công yêu cầu anh ta cất cánh. Vậy là họ đã thành công trốn đến thành phố của Mexico, thoải mái nằm hóng nắng trên một bãi biển. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.